Xin kính chào quý vị và các bạn. Những tin tức thời sự nổi bật sẽ có trong bản tin thời sự hôm nay 17 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 3 tuần Hà Nội giãn cách, vì sao F0 vẫn rải rác ngoài cộng đồng? Các chuyên gia cho rằng Hà Nội đã đi đúng hướng trong xét nghiệm sàng lọc diện rộng, song nguy cơ dịch vẫn rất cao. Qua sàng lọc cho thấy vẫn có các F0 rải rác lẩn khuất trong cộng đồng. Tính đến hôm nay, ngày 17 tháng 8, Hà Nội đã trải qua 3 tuần thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 CTTTG. Trong 2 tuần đầu thực hiện giãn cách, từ 24 tháng 7 đến 6 tháng 8, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, thành phố đã phát sinh hơn 900 ca COVID-19, trong đó hơn 500 ca ghi nhận tại cộng đồng. Tính từ ngày 7 tháng 8 đến trưa nay, ngày 17 tháng 8, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm khoảng 660 ca dương tính COVID-19 với 240 ca ngoài cộng đồng. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cũng cho hay, tính từ 1 tháng 8 tới trưa nay, riêng sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng đã là 67 ca. Sàng lọc với F1 của các ca ho sốt cộng đồng là 904 ca dương tính với COVID-19. Tính chung qua sàng lọc ho sốt trong hơn nửa tháng qua là 1.971 ca. Theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội Lã Thị Lan, thực tế vẫn còn hiện tượng phong tỏa chưa chặt. Người dân trong khu vực phong tỏa vẫn gặp gỡ, đi chợ trong khu vực. Một số khu phong tỏa như là xã Liên Ninh, Thanh Trì, phường Văn Chương, Đống Đa hay là Đông Anh thì vẫn phát hiện những ca dương tính. Vì vậy, giãn cách là biện pháp hiệu quả nhất để tránh lây lan, đặc biệt là cần phải giám sát chặt các khu vực này thì mới không bùng phát dịch. Bà Lan cho rằng một kênh thông tin rất hiệu quả để phát hiện các ca bệnh là việc khai báo ho sốt qua Bluezone, tờ khai y tế điện tử. Thống kê Sở Thông tin Truyền thông cho thấy các trường hợp khai báo ho sốt đã được lấy mẫu xét nghiệm và đã phát hiện nhiều ca F0. Vì thế, người dân cần tích cực khai báo y tế, đặc biệt là khi có các biểu hiện như ho sốt, khó thở, để lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, sàng lọc, kịp thời. Nguy cơ vẫn còn rất cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Hà Nội không để dịch bùng lên đã là thành công, dù ngay lập tức không thể đưa số ca bệnh trở về không, nhưng hạn chế cắt đứt được nguồn lây cũng cho thấy hiệu quả của công tác phòng chống dịch đạt được trong thời gian qua. Ông Phu cũng đánh giá cao các biện pháp khá hiệu quả của Hà Nội như là xét nghiệm diện rộng, phát huy các vùng xanh. Trong một tuần qua thì Hà Nội cũng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng có chỉ định với hơn 300.000 mẫu xét nghiệm để sàng lọc, qua đó phát hiện một số ca F0 cùng với kiểm soát chặt chẽ người dân ra đường tại chốt kiểm dịch trên các tuyến đường phố. Hà Nội cũng đã và đang triển khai hiệu quả các vùng xanh, trong đó phát huy được vai trò của tự quản, giám sát ngay được người ra vào từng ngõ, ngách. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng nguy cơ của Hà Nội vẫn rất cao. Qua việc sàng lọc cho thấy vẫn có các ca F0 rải rác lẩn khuất trong cộng đồng. Do đó, việc giãn cách thực hiện nghiêm 5K là biện pháp vô cùng quan trọng để cắt đứt nguồn lây. Bên cạnh đó, những nguy cơ lây nhiễm từ các chuỗi như ngân hàng, bưu điện, shipper, đơn vị cung cấp hàng hóa vào siêu thị cũng cần phải được tập trung có giải pháp, biện pháp không để lây lan từ đây. Cũng theo ông Trần Đắc Phu, cần tiếp tục triển khai việc xét nghiệm diện rộng có chỉ định, tập trung vào đối tượng địa bàn nguy cơ. Dù vậy, cần xác định rằng xét nghiệm chỉ là thời điểm hiện tại, còn khi mở cửa trở lại, việc người dân đi lại ra vào Hà Nội tăng thì vẫn có khả năng bùng dịch. Do đó, ông Phu khuyến nghị cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa việc giãn cách 5K, quét mã QR ở cơ quan, đơn vị, siêu thị, điểm công cộng kết hợp với đẩy mạnh tiêm vaccine, nên tiêm cả đối tượng người già, người có bệnh nền. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm không được tụ tập đông người tại các điểm tiêm, điểm lấy mẫu xét nghiệm. Người dân thực hiện nghiêm giãn cách, không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong số các biểu hiện như là sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần thực hiện ngay một trong các hình thức sau để được hướng dẫn và làm các xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí. Khai báo y tế trên website www.tờkhaiyt.vn hoặc trên ứng dụng Bluezone. Liên hệ CDC Hà Nội 0969 082 115 hoặc 0949 396 115. Liên hệ đường dây nóng của Sở Thông tin Truyền thông 0889 55 66 55 và 0889 55 77 55. Liên hệ trạm y tế phường xã nơi cư trú. Sáng hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 2. Diễn ra trong 2 ngày, phiên họp lần này sẽ cho ý kiến về 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó có cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Đối với công tác giám sát, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 và việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã trong giai đoạn 2019-2021, xem xét báo cáo tình hình giải quyết trả lời kiến nghị cử tri, kết quả tiếp công dân,
tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là sản phẩm đầu tiên về công tác lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội 15. Thông qua dự án luật này, cần hiện thực hóa chương trình hành động, nâng cao chất lượng gắn với siết chặt kỷ cương luật pháp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, các tổ chức liên quan đến công tác chuẩn bị trình các dự án luật. Và cái công tác lập pháp ngay từ dự án luật này, chúng ta làm sao mà phải khắc phục được cái tình trạng là hoặc là lãnh đạo hoặc thế kia, hai cái khuynh hướng. Một là cứ luật ống luật khung thôi. Khuynh hướng thứ nhất là chúng ta phải khắc phục cái chuyện này. Có thể quy định chi tiết được, nhưng mà dự án luật thì vẫn cứ quy định theo cái kiểu là nguyên tắc đấy rồi, chứ không quy định được những cái vấn đề rất là cụ thể. Và khi mà ban hành các cái nghị định hướng dẫn thì rất là tùy tiện. Mặt khác là chúng ta cũng phải khắc phục được cái tình trạng là quy định cứng chi tiết những vấn đề mà chưa đủ rõ. Cho nên là luật chúng ta sửa xong thì chưa sửa xong là thấy nó bất cập rồi. Cũng tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá chính thức về kết quả của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 15. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trung bình mỗi ngày trên địa bàn có gần 1 triệu lượt người ra đường cùng với hơn 120.000 xe cộ. Từ hôm qua 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng thêm một số người được phép ra đường. Dự báo thời gian tới lượng người ra đường sẽ tăng cao. Các nhóm được phép ra đường thêm như là các cơ sở sản xuất thực phẩm, các tổ chức hành nghề công chứng, các công ty cung cấp dịch vụ, bảo vệ, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư, bảo hiểm. Riêng nhóm được lưu thông về vận chuyển hàng hóa thiết yếu có số lượng hơn 50.000 lượt người một ngày. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng với việc thành phố cho phép thêm các nhóm được hoạt động trong khung giờ từ 6 đến 18 giờ hàng ngày như trên, dự báo lưu lượng người và xe cộ trong khung giờ này sẽ tăng cao. Hiện lực lượng chức năng thành phố đang phải tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch, hạn chế tối đa các nguy cơ lây lan dịch khi người dân ra đường quá đông. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu cho dù là người mắc COVID-19 hay không. Cụ thể, cổng cấp cứu của bệnh viện luôn phải mở 24/7, đảm bảo trực cấp cứu theo đúng quy định của ngành. Trong đó, nhân viên trực cấp cứu luôn mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ trong suốt ca trực. Không được yêu cầu người bệnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hay dương tính mới tiếp nhận. Đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng một phần theo mô hình bệnh viện tách đôi, phải có buồng cấp cứu sàng lọc COVID-19. Nếu xác định là người mắc COVID-19 thì chuyển sang khu cách ly, điều trị COVID-19 của bệnh viện. Trường hợp không mắc COVID-19 thì chuyển sang khu điều trị dành cho những người không mắc COVID-19. Còn đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng hoàn toàn thành bệnh viện điều trị COVID-19, trường hợp người bệnh tự đến hoặc do xe cấp cứu chuyển đến không phải là người mắc COVID-19, bệnh viện phải bố trí một buồng cấp cứu sàng lọc riêng biệt dành cho người bệnh thuộc đối tượng này, không từ chối bất kỳ ai khi đến cấp cứu tại bệnh viện. Sau cấp cứu, tình hình người bệnh đã ổn định, liên hệ và chuyển người bệnh đến các bệnh viện có điều trị cho người không mắc COVID-19. Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC vừa bàn giao hơn 1,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca cho Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số vaccine này được chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế nhằm khẩn trương triển khai tiêm chủng cho người dân. Tính đến thời điểm này, VNVC đã đưa về Việt Nam hơn 5,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, tương đương gần 20% số lượng vaccine trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của VNVC với AstraZeneca. Số vaccine mới chuyển giao sẽ được phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tính đến nay thành phố đã nhận được 4,4 triệu liều vaccine từ Bộ Y tế và đã tiêm cho người dân. Số lượng vaccine này đã cơ bản sử dụng hết. Đà Nẵng đang trong giai đoạn cao điểm chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc ai ở đâu ở nguyên đó để đảm bảo cung ứng nguồn thực phẩm nông sản cho người dân trong thời gian này. Thành phố Đà Nẵng đã có phương án phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối cung ứng dự trữ rau củ hỗ trợ người dân với số lượng khoảng 150 đến 200 tấn một ngày. Cùng với các doanh nghiệp lớn khác, tập đoàn Phương Trang Futa Group đã lập tức lên kế hoạch hỗ trợ 2.000 tấn rau củ quả gửi đến thành phố Đà Nẵng. Để kịp thời hỗ trợ, những ngày qua doanh nghiệp này đã nhanh chóng tổ chức thu mua rau củ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và vận chuyển ngay 500 tấn đến thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm qua. Ngoài việc thu mua vận chuyển, tập đoàn Phương Trang cũng sẽ phối hợp cùng chính quyền các cấp ở Đà Nẵng phân phối hàng hóa thiết yếu này đến tận tay người dân để họ yên tâm thực hiện công tác phòng chống dịch. Công an thành phố Hà Nội vừa triển khai khai báo di chuyển nội địa phục vụ phòng chống dịch COVID-19 bằng hình thức quét mã QR code trên điện thoại di động khi qua 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Với hình thức này, việc kiểm soát của cơ quan chức năng giảm áp lực,
đồng thời việc lưu thông hàng hóa cũng thuận tiện hơn. Chốt kiểm soát dịch bệnh quốc lộ 6, khu vực huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Khoảng 7 giờ tối, lượng phương tiện vận tải qua đây khá đông đúc. Chủ yếu là xe luồng xanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên với Hà Nội. Nhiều lái xe đã thông thạo quy trình quét mã QR để qua chốt. Anh chở hàng hóa gì đấy ạ? Dược ạ, dược phẩm ạ. Anh có thường xuyên lưu thông qua cung đường này không ạ? Có ạ. Một ngày thì anh lưu thông qua cung đường này bao nhiêu lần ạ? Một lần ạ. Anh thấy cái việc lưu thông của anh đợt này nó có khó khăn gì không ạ? Không ạ, thuận tiện ạ. Mà có cái mã QR code đấy thì nó có giúp ích được nhiều cho những cái lái xe như các anh không? Dạ có ạ. Lưu thông trên các chốt trạm là dễ dàng ạ. Mỗi ngày, lực lượng tại chốt này phải kiểm soát hàng ngàn phương tiện qua lại. Việc triển khai quét mã QR phần nào giảm bớt được áp lực thời gian của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời vừa đảm bảo xử lý các vi phạm, vừa không ảnh hưởng tới lưu thông hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Đi có người bên cạnh không? Chỉ có test giấy COVID thôi. Hai anh em cùng mà. Ấy vào trong khai báo y tế đi. Cho anh người bên cạnh vào, xong khai báo y tế đi. Rồi. Anh có mất nhiều thời gian để kiểm tra các xe không ạ? Thường thường thì cũng nhanh vậy ạ. Chỉ tầm khoảng độ 30 giây đến 40 giây một xe thôi. Người dân đa số là cũng là chấp hành trên cái tuyến đường này. Thật ra thì dịch bệnh thì ai thì cũng sợ thôi, nhưng mà nhiệm vụ thì mình cũng phải làm. Cái thứ nhất là mình thường xuyên rửa tay sau khi kiểm tra xong và hạn chế tiếp xúc gần với lái xe. Thời gian vừa rồi thì cũng liên tục phải thực hiện nhiều cái quy định, cái hướng dẫn của cấp trên. Thì chúng tôi cũng bám sát vào cái tình hình thực tế để làm sao đảm bảo theo đúng cái quy định, kiểm soát được tối đa cái lượng phương tiện cũng như là người đi ra vào thành phố, cũng như là đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Qua kiểm soát, lực lượng chức năng thời gian gần đây cũng phát hiện nhiều giấy đi đường và cả mã QR code bị làm giả. Những hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm để đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm soát dịch bệnh. Dù đang thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thế nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn ra đường bất chấp những khuyến cáo, quy định giãn cách của chính quyền thủ đô. Để hạn chế tình trạng này, Công an thành phố Hà Nội đã có nhiều biện pháp nhắc nhở xử lý người vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến phố thủ đô sáng hôm nay. Thưa quý vị, bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm qua 16 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai 6 tổ công tác liên ngành, bao gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự và Công an địa bàn kiểm soát chặt người ra đường không có lý do tại 12 quận nội thành như là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông. Bây giờ là 9 giờ 30 sáng nhưng lượng người qua lại trên phố Nguyễn Trãi vẫn khá đông. Để kiểm tra mà không bị ùn tắc, lực lượng làm nhiệm vụ đã chia thành hai làn, một làn dành cho xe đi bình thường và một làn người dân sẽ được yêu cầu vào chốt để kiểm tra ngẫu nhiên. Có một vấn đề là hầu hết những người dân ra đường bị kiểm tra sáng nay đều được cấp giấy đi đường. Có những người dù mặc trang phục như ở nhà nhưng vẫn được cơ quan cấp giấy đi đường để đến cơ quan làm việc. Điều này cũng gây ra những khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý. Tuy nhiên vẫn có những người đã bị xử phạt trong sáng nay. Không để tình trạng né tránh chốt xảy ra, các tổ công tác sẽ hoạt động linh hoạt, vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông trên đường. Mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng ra đường hay không. Từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy phép để ra đường không rõ lý do, vi phạm những quy định về giãn cách xã hội. Xin cảm ơn những thông tin từ phóng viên Kim Thược. Thưa quý vị, chỉ một ngày sau khi áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã nâng mức cách ly xã hội theo chỉ thị 16 vào 0 giờ sáng hôm nay 17 tháng 8. Sau khi phát hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến chợ đầu mối thành phố Vinh, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tôi đang có mặt tại tuyến đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và đây là khu vực trung tâm của thành phố Vinh. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2021, thành phố Vinh đã thực hiện cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Do hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh đã có 6 phường và 5 khu vực chợ liên quan đến ca bệnh COVID-19. Việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm để khống chế và truy vết tối đa, nhằm phát hiện sớm các trường hợp F0 trong cộng đồng. Và ngay từ tối hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh đã chỉ đạo thành lập 29 chốt phường xã và 14 chốt phòng chống dịch COVID-19 chính đã được tái thiết lập để kiểm soát tốt lượng người vào ra thành phố.
Và theo ghi nhận của chúng tôi thì trong ngày đầu thực hiện chỉ thị 16 thì đại đa số bộ phận người dân đều chấp hành nghiêm. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn có nhiều bộ phận người dân vẫn chưa chấp hành tốt cái vấn đề này. Trên nhiều tuyến đường theo ghi nhận chúng tôi vẫn có số lượng đông người và phương tiện tham gia giao thông. Trước cái thực tế và thực trạng này thì thành phố Vinh cần có những cái biện pháp để xử lý nghiêm nhằm để xử lý các trường hợp mà cố tình vi phạm. Theo thống kê thì đến thời điểm hiện nay tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 555 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Và theo thống kê từ 18 giờ ngày 16 tháng 8 đến sáng nay 7 giờ sáng nay ngày 17 tháng 8 thì tỉnh Nghệ An cũng đã ghi nhận thêm 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 8 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối và 5 trường hợp liên quan đến các trường hợp về từ các tỉnh thành phía Nam. Cảm ơn phóng viên Mạnh Hùng từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Còn tại Hà Nội, thành phố đã vừa ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học là ngày 1 tháng 9 năm 2021. Ngày khai giảng thống nhất toàn thành phố vào ngày Chủ nhật 5 tháng 9 năm 2021. Các nhà trường kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16 tháng 1 năm 2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Trước thềm năm học mới, nhiều trường học tại Hà Nội đã chủ động tính đến các phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới nghiêm túc, đầy đủ nghi lễ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp diễn. Nhà trường sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp nếu dịch bệnh ổn định, học sinh được quay lại trường học. Còn phương án thứ hai sẽ là buổi lễ thực hiện theo hình thức trực tuyến. Học sinh sẽ tham gia theo từng lớp và được yêu cầu mặc đồng phục, thực hiện đầy đủ các nghi lễ, thủ tục của một buổi khai giảng năm học mới như nghi lễ chào cờ, hát quốc ca. Trường sẽ phát hình ảnh, video, lồng tiếng, có tiếng trống khai trường. Bắt đầu từ hôm nay 17 tháng 8, học sinh tỉnh Quảng Bình đã đến trường. Các cơ sở giáo dục công lập tư thục ở các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ được phép tựu trường và dạy học theo khung thời gian đã được phê duyệt. Tỉnh Quảng Bình cũng thống nhất tổ chức khai giảng năm học mới vào mùng 5 tháng 9. Do tình hình dịch bệnh nên chỉ tập trung 1/4 số học sinh làm đại diện, tổ chức nghi lễ khai giảng ngắn gọn nhưng đảm bảo trang trọng để chào đón năm học mới. Việc tổ chức tựu trường, ôn thi, dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Các trường phải có phương án giãn cách trong việc đưa đón học sinh vào các khung giờ phù hợp, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Quảng Bình cũng đã lập kế hoạch cung cấp đầy đủ sách giáo khoa và thiết bị dạy học cho học sinh, nhất là khu vực miền núi, vùng khó khăn trước thềm năm học mới.